What's up? Khỏe không anh em? Là mình đây. Xin lỗi của các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình đang đi dạo với anh em. Đây là trên con đường của mình đây. Đây là hồ thôn anh em ạ. À. Mình sẽ quay hoàn hôn cho anh em xem. Đấy. Đắng cay mối tình à ơ là ngọc cành vàng. Nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta đang ngồi trên chiếc xe tay ga. Nhưng đôi đua móc meo vẫn mơ được soi mắm vàng. Đắng cay mối tình à ơi là ngọc cành vàng. Buổi chiều đã lắm anh em, mát mẻ cực kỳ luôn. Mình đã tới con đường đất đỏ rồi anh em. Buổi chiều hoàn hôn thật là đẹp. Hoàn hôn và bình minh cả hai thứ đều đẹp. Nhưng mà tại sao người ta cứ đặt tên con là bình minh nhỉ? Này. R phiên bản 2019 tăng. Đó là con đường đất đỏ, đất đỏ Ba Gian anh em ạ. Và con đường ngày xưa đất đỏ, đường quanh co trên lối đi về. Một tô liều chanh, hai quả tim vàng anh em. Nào đi. What's up? Mình đã tới cái chỗ mà lái bông lan. Lái bánh bông lan anh em, phải bánh kem, xin lỗi anh em rất là nhiều. Anh em thích ăn không? Mình sẽ vào quay cho anh em xem nha. Bánh kem. Kem này nè. Quá trời đẹp luôn. Lấy bánh kem giao cho ai? Nói cái này. Chắc đây về ăn anh em, mình về mình ăn bánh bông lan, anh về luôn chị nha. Anh em thấy mình tò mò không anh em? Nói chung mà cái bánh nào nó cũng vậy, nó có mùi vị giống nhau à anh em. Nó chỉ đẹp ở bề ngoài thôi anh em ạ. Cơ hội đâu nữa anh em, thì hoàng hôn sắp xuống rồi. Anh em mình cũng chuẩn bị đi về lên đồ. Chuẩn bị tới giờ diễn rồi anh em, tới giờ hoàn cảm. Nay Sơn sẽ hát bài tặng cho quý vị khán giả cũng toàn thể các bác các chú cô gì ngày hôm nay. Một bài hát mang tên Nhạc Không Lời. Nhạc lên đây cho em xuống. Anh em thấy thằng trợ lý mặc lờ của mình không anh em? Nó đang ở trong gương chiếu hậu anh em ạ. Đang ngồi trên chiếc gọi là gì nhỉ? Garden gì đó anh em. Mình cũng chưa nhìn nhãn hiệu của xe, nhưng mà cái dòng này của Yamaha thì phải. Đó. Một cảm giác thật là tuyệt vời khi mà đi dạo buổi chiều này em rất là sung sướng. Sung sướng VL. Hai chân VL, hai dẫn dòng sơn. Con sơn thì không giống hai. Mời các bạn vào đây cùng mình. Bụi quá nè. Con đường đất đỏ bật ngàn... mình có fan rồi anh em. Bật ngàn cao su, bật ngàn cà phê, bắn mê lòng gió. Em đi tỉa bắp hay hái rau rừng. Ồ phải. S-Center 2010, 135cc. Màn đêm mùa xuân tình anh Thì Văn Chưa, màn tâm hồn em cũng rõ, trở về nha.
tình yêu của anh chỉ thế thôi, mà mình chỉ trò chơi cứ đêm rồi đi đằng lát trời. Làm ăn hãy quay đi anh sang mịt mờ của anh em, đừng cho ta mát chờ đợi anh ngon đồng. Woo! Woo woo! Chạy từ nhá. Chạy từ nhá. What's up? Nani? Mình sắp về tới nhà rồi anh em. Cảm ơn em đã xem video của mình. Nếu thấy xàm xí nhảm nhí đú thì anh em nhớ nhấn đăng ký kênh để mình đạt được 10k subscribe anh em, subscribe nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các clip xàm xí nhảm nhí tiếp theo. Bye bye, see you again.